Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, ở tiết kể chuyện tiếng Việt lớp 1, tập 2, bộ sách Chân trời sáng tạo tuần này, chúng ta cùng nhau nhìn tranh và kể câu chuyện. Thần mưa và thần nắng. Bây giờ các em cùng lắng nghe cô kể mẫu nhé. Thần mưa và thần nắng đều có tài, nhưng ai cũng cho rằng mình là người tài nhất. Một hôm, Ngọc Hoàng quyết định cho hai người so tài và bảo rằng ai giúp cho muôn loài sống no ấm, yên vui thì sẽ là người tài nhất. Thần mưa làm ra những cơn mưa lớn giữa mùa nắng hạn khiến muôn loài rêu vui. Khoái chí, thần cho mưa lớn kéo dài, thế là cây cối, nhà cửa đều ngập trong nước, muôn loài sợ hãi, khóc than. Thần nắng làm cho cây cối đơm bông, kết trái khiến muôn loài sung sướng. Thích quá, thần bèn cho thêm nắng. Thế là nắng nóng kéo dài, khiến ruộng đồng nứt nẻ, sông suối khô cạn, muôn loài đói khát. Cuối cùng, Ngọc Hoàng bảo mỗi người đều có một tài riêng, nhưng nếu tài năng đó khiến muôn loài khổ cực thì nó là tai họa. Thế là từ đó, thần mưa và thần nắng không ganh đua với nhau nữa, mà cùng nhau giúp muôn loài xây dựng cuộc sống ấm no, yên vui. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các em thân mến, bây giờ chúng ta cùng nhau nhìn tranh và thực hành kể lại nội dung câu chuyện theo từng bức tranh các em nhé. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo các em nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.